Xin cảm ơn quý vị đã đang tiếp tục theo dõi phần cuối cùng của chương trình Sức khỏe và Phụ nữ ngày hôm nay với bác sĩ Hiệp Trương. Và thưa quý vị, lúc nãy đang quảng cáo thì bây giờ Thảo Yên mới phát hiện ra là bác sĩ Hiệp Trương còn có chuyên môn về thẩm mỹ nữa. Là nãy giờ bác sĩ ngồi tư vấn cho Thảo Yên về cái gương mặt mà nghe rất là chí lý thưa quý vị. À, bác sĩ. Thưa chị Thảo Yên, thưa quý vị, hôm nay chúng tôi hay đùa. Khi giải lao thì chúng ta hay đùa và nói chuyện với nhau nhiều hơn những ngày khác. Thành ra tôi cũng mạo muội dùng một cái số kiến thức của mình mà khuyên chị làm cái gì. Chị đang nghĩ rằng chị xấu lắm và cần phải gọi là sửa mặt. Thành tôi mới đùa, tôi bảo không có đâu. Ai sinh ra cũng có một cái bộ mặt, và cái bộ mặt đó mình dễ ưa hay không là tùy người đối diện. Ngoài ra nếu mà muốn tân trang, dùng chữ tân trang cho vui, thì một chút xíu, sửa một chút xíu thôi. Tại vì tôi nghĩ là cái đẹp ở cái mặt của mình á, thì đã bao nhiêu lâu mình đã mang nó rồi. Bây giờ mình có sửa sang thì nên sửa sang một tí thôi. Nếu mà sửa sang nhiều quá thì nhiều khi người ta không nhận được, nhận thức được mình là cái gì nữa. Thành ra tôi nghĩ là cái đó là một cái lỗi lầm mà rất nhiều người bệnh nhân khi đi thẩm mỹ mắc phải. Tức là cố tình làm giống như những minh tinh màn bạc, thành ra mất cái cá tính của mình đi. Thì tôi chỉ khuyên chị là sửa gì sửa tí tí thôi, để cho giữ cái khuôn mặt mặt của mình. Bác sĩ Hiệp, chị Thảo Yên là sửa sao mà phải tỏ vẻ nguy hiểm, là người ta không biết mình sửa, chứ sửa mà người ta biết là thất bại. Thưa quý vị, trở lại đề tài của chúng ta thì cái thuốc ngừa thai sử dụng trong vào những tuổi 30-40, tôi sử dụng càng ngày càng nhiều vì tôi nhận thức rằng trong cộng đồng, nhất là trong cộng đồng của chúng ta, rất nhiều người vào cái tuổi đó không dùng bất cứ một phương pháp ngừa thai nào. Và có những quý vị đến với tôi 40 mấy, 45, 46 tuổi mang thai. Thưa quý vị, chắc quý vị đều cười hết, tại vì chính bà bệnh nhân tôi khi mang thai và đến thử thai và mang thai rồi thì chính bà ta nói: bác sĩ ơi, sao xấu hổ quá, đến tuổi này mà còn dính bầu nữa, người ta cười tôi chết. Thì tôi chỉ đùa bà: không, trời cho thì mình nhận thôi. Thì đó là một cái thí dụ cho quý vị rằng, thưa quý vị, mình đừng bao giờ nghĩ rằng mình không thể dính bầu được. Bất cứ tuổi nào trên 30, 40, khi quý vị còn kinh và đều, thì quý vị đều có cái khả năng để mà có con và dính bầu. Mình gọi là dính bầu đó quý vị, những người nào mà không muốn mà lại dính, tức là có thai. Thành ra quý vị nên phải coi trọng cái vấn đề ngừa thai của quý vị. Phần lớn vào cái tuổi đó thì dĩ nhiên rất đông quý vị là để tránh thai khi mà giao hợp là căn ngày, hoặc một số những phương pháp khác. Tôi không muốn nói trên đài vì nó cái đề tài nó cũng hơi nhạy cảm, không phải là những cái phương pháp ngừa thai chính thống. Và vì lý do đó mà cái nguy hiểm của quý vị khi không muốn mà lại mang thai, nó tăng lên nhiều. Ngoài ra một phương pháp như quý vị biết là dùng bao cao su. Ví dụ như dùng bao cao su, rất nhiều người bảo tôi: tôi có dùng mà tại sao tôi dính bầu. Thưa quý vị, cái phương pháp dùng bao cao su, nếu chúng ta không cẩn thận, cái số người, cái xác suất mà có thể có bầu nó lên đến 14-17%. Thành ra nó cao lắm. Nếu mà chúng ta so với thuốc ngừa thai chỉ có là 1-2%, vòng xoắn thì khoảng độ 2-4%, và vân vân và vân vân. Thuốc dán và thuốc dùng, những cái thuốc chích đều là cùng một loại thuốc gọi là có kích thích tố. Thì những cái phương pháp đó tương đối nó rất là tốt, nó khoảng chừng 1-2% mà thôi. Thành ra khi quý vị không có một cái phương pháp ngừa thai mà đàng hoàng, thì khi mang thai vào cái tuổi đó cũng có những cái rắc rối của cái thai mà vào cái tuổi mà 40 trở đi. Thành ra tôi nghĩ rằng với cái chương trình ngày hôm nay, tôi xin giới thiệu là thuốc ngừa thai được dùng rất là an toàn. Tôi nói nhấn mạnh cái chữ an toàn để trị những cái bệnh rong kinh cũng như là dùng thuốc ngừa thai để mà tránh thai. Và quý vị có thể dùng mười mấy hai chục năm, tôi đã có những bệnh nhân dùng cả 20 năm và không hề có một vấn đề gì cả. Thành ra thuốc ngừa thai rất là an toàn, ít phản ứng phụ. Và quý vị muốn chấm dứt thuốc ngừa thai thì
rất là dễ dàng, chả có phải mà suy nghĩ gì cả. Thành ra quý vị nên suy nghĩ, và nếu mà bệnh, nếu mà bác sĩ quý vị có một lời khuyên là nên dùng thuốc người ta để trị bệnh quý vị, thì quý vị nên nhìn nó như là một phương pháp khá an toàn để trị những cái bệnh mà tôi vừa nói. Vâng, thưa bác sĩ, có rất là nhiều người họ nói cái này không biết có đúng không, là có một số phụ nữ đã dùng thuốc ngừa thai từ lúc còn rất trẻ, mười mấy tuổi thưa bác sĩ, vâng, và dùng cho đến khi có gia đình là ba mươi mấy tuổi, thì tới lúc đó là bắt đầu muốn có con, thì họ nói là nhiều khi có một vài người có mang thai nhưng mà rồi bị hư thai, thì họ lại nói là do cơ thể của họ nhiều năm quá có thuốc ngừa thai trong đó, thì có đúng không vậy thưa bác sĩ? Thưa chị, hoàn toàn sai. Cái lập luận mà dùng thuốc ngừa thai nó làm cho người phụ nữ đó bị hiếm muộn. Chúng ta nói hiếm muộn tức là khó có bầu hoặc có bầu bị hư thai lần lượt. Thưa quý vị, hoàn toàn không đúng. Nếu quý vị tìm hiểu một chút thì cái phương pháp mà ngừa thai của thuốc ngừa thai đó là gì? Là tránh cho quý vị không rụng trứng. Vâng. Nhất là khi mà dùng những thuốc ngừa thai mà cái liều lượng nó cao một chút thì nó hoàn toàn làm tê liệt cái buồng trứng đi, tức là nó làm cho cái buồng trứng của quý vị đi ngủ. Thuốc ngừa thai không phá hủy buồng trứng quý vị mà nó chỉ làm cho ngưng hoạt động. Thành ra giống như quý vị không rụng trứng đó. Khi không rụng trứng nữa thì những cái trứng tốt mà chúng ta có ở trong buồng trứng nó vẫn còn nguyên đó. Nó không bị rụng thì nó không còn, vẫn còn nguyên đó. Thành ra khi quý vị sau 20 năm quý vị uống thuốc ngừa thai chẳng hạn, rồi lúc đó quý vị bảo ồ thôi bây giờ tôi 30 tuổi tôi muốn có con đây, thì quý vị ngừng. Khi quý vị ngừng thì cái số lượng thuốc, cái buồng trứng ở trong buồng trứng quý vị nó còn nguyên vẹn nên lúc mà quý vị bắt đầu uống vậy. Thành ra những cái trứng nó tốt đó nó làm cho quý vị dễ có thai hơn là những người mà để kinh nguyệt nó bình thường không có ngừa thai bằng thuốc. Thành ra chỉ biết bây giờ phong trào ở nước Mỹ mà những người giàu có, những người phụ nữ mà thành công mà giàu có đó quý vị, doanh nhân thành công thí dụ vậy đó, thường thường bây giờ họ có cái phong trào làm freezing eggs, tức là sao, họ mổ, họ bằng nội soi họ cắt một số những cái trứng đi, hoặc là họ kích thích buồng trứng để mà có nhiều cái cyst của buồng trứng, rồi họ hút những cái trứng đó và họ đem vào đông lạnh để mai mốt khi mà họ lớn tuổi hơn, thí dụ như 40 họ làm tài tử sine, đến 40 họ mới bắt đầu có con chẳng hạn, thì họ lấy những cái trứng mà đã đông lạnh rồi để mà cấy thai trở lại mà có bầu. Vâng, tại vì khi lớn tuổi rồi những cái trứng mà tốt nó đi rồi thì những trứng còn lại nó là thường thường là trứng lép hoặc là không trứng mà nó bất bình thường, dễ đưa ra những trường hợp dị thai. Thành ra tôi nói đùa là đúng là dân Hollywood họ đề nghị những cái phương pháp để mà kiếm tiền, trong khi đó chúng ta có một cái phương pháp rất là rẻ tiền vừa tránh thai mà tương đối tốt là thuốc ngừa thai. Thành ra quý vị nào mà dùng thuốc ngừa thai, hoàn toàn thuốc ngừa thai không ảnh hưởng đến vấn đề hiếm muộn của quý vị. Trong những trường hợp mà người ta nói thì thường thường là quý vị không có rụng trứng đều, thành ra bị rong kinh, nó chảy máu nhiều quá, thì bác sĩ quý vị viết thuốc ngừa thai để cầm cái kinh nguyệt bất thường đó. Vì những kinh nguyệt bất thường đó nó không là những cái trường hợp rụng trứng đều, thành ra khi mà dùng thuốc ngừa thai đến một thời gian mà quý vị ngừng thuốc ngừa thai thì cái buồng trứng quý vị nó trở lại thói quen cũ là nó không rụng trứng đều, thì quý vị cũng khó có con. Thành ra dùng khi những cái trường hợp đó thì nhiều khi người ta nghĩ là tại vì tôi dùng thuốc ngừa thai mà tôi khó có con. Không phải vậy, đó là do cái bản chất cái buồng trứng của quý vị nó không hoạt động đều và không được tốt, vì lý do đó mà nó gây ra cái sự khó khăn để mà có thai quý vị ạ. Dạ vâng thưa quý vị, và đó là chủ đề của chương trình ngày hôm nay. Bản thân Thảo Yên cũng đã học hỏi được rất là nhiều qua chương trình ngày hôm nay. Thì hy vọng là quý vị cũng đã có được một số thông tin bổ ích về thuốc ngừa thai, cũng như là những thắc mắc mà quý vị có từ trước đến giờ mà ngày hôm nay đã được bác sĩ Hiệp Trương giải đáp ngay trên sóng của chương trình. Và nếu như quý vị còn có câu hỏi gì thì xin hẹn gặp lại quý vị 2 tuần sau cũng trong chương trình Sức Khỏe và Phụ Nữ với sự có mặt của bác sĩ
sĩ Hiệp Trương quý vị nhé. Vâng, trước khi chấm dứt chương trình thì xin cảm ơn chị Thảo Yên đã co-host ngày hôm nay. Một lần nữa tôi xin nhấn mạnh là thuốc cả thai rất an toàn và được sử dụng một cách rộng rãi ở trên thế giới, thì quý vị nên suy nghĩ về cách chữa trị dùng thuốc cả thai. Và cuối cùng chúng tôi sẽ gặp quý vị lại trong 2 tuần nữa và sẽ nói chuyện khác hả chị ha, nhưng mà sẽ không nói về trang điểm với là sự sắc đẹp đâu. Xin cảm ơn quý vị. Xin trân trọng kính chào tất cả quý vị.